đang có cái trường hợp là quạt trần ở trường học rơi vào đầu học sinh, và năm nay chuẩn bị cho năm học mới thì chúng tôi đã tiến hành đến đây để tiến hành kiểm tra về điều kiện an toàn của cái quạt này. Đấy. Quạt thì được kiểm tra định kỳ và các cái điều kiện khác về liên quan đến điện và thiết bị chiếu sáng ở trường học và công sở. Định kỳ là sẽ phải khoảng phải 12 tháng là sẽ phải kiểm tra một lần đấy. Thế này sau một năm sẽ kiểm tra một lần để thấy rằng những cái quạt này treo sau một năm hoạt động thì nó cần phải được kiểm tra xem có an toàn hay không. Vì trong quá trình nó quay nó sẽ tạo ra những cái rung lắc để mình kiểm tra những cái chốt hãm. Và trên cái quạt thì nó có cả những cái dây cáp treo để mong an toàn, kể cả có khi nó bị đứt cái chốt hãm của cái quạt thì khi nó rơi xuống nó vẫn còn có cái hãm treo cuối cùng để nó giữ đảm bảo an toàn. Đúng rồi, những cái quạt mà thế hệ đời trước là không có, gần đây nhà sản xuất mới cải tiến là nó có cái móc treo đấy, đã kiểm tra những cái điều kiện này. Ở nhà ở hay nơi công cộng đấy, thông thường là một người không kiểm tra đến lúc nó hỏng nó không quay được mới kiểm tra, nó không có cái đợt kiểm tra định kỳ. Chỉ khi mà xảy ra cái trường hợp như vậy rồi thì bắt đầu mới tiến hành kiểm tra thôi, tiến hành kiểm tra cái điều kiện an toàn này cho cái năm học mới này. Bây giờ các trường bắt đầu mới được tiến hành đi làm như vậy. Cách đây 3 năm rồi mình đã bắt đầu làm kiểm tra cái đấy cho gần như là toàn bộ các cái trường học trên địa bàn thành phố, cùng với sự tham gia của phụ huynh. Phụ huynh cũng tham gia đồng hành cùng với cả nhà trường. Đúng rồi. Thế kiểm tra thì nên có tham gia của phụ huynh, bởi vì có những lúc này ví dụ mình mang vác kê ghế này xong mình sắp xếp lại thì phụ huynh tham gia cùng, với cả việc thằng phụ huynh tham gia cùng để biết rằng là cái nơi con mình học ấy đã được kiểm tra đầy đủ an toàn rồi, đảm bảo rồi. Không lúc ấy phụ huynh bảo ô tôi không biết, đúng không? Cái này là nơi trường học thì cũng còn có sự tham gia của cả nhà trường và gia đình, phải có sự tham gia đấy thì nó sẽ đồng bộ hơn và đồng hành hơn. Chiều nay sẽ kiểm tra hàng loạt luôn. Trường học tập an toàn hơn.